Hả? Cho em qua nhà chú Julian chơi một chút nha. Mà nhớ là đừng có làm phiền chú Julian nhiều quá đó nha. Em biết rồi, em dễ chanh tặng chú, cho nên là em phải đến khoe chú mới được đó. Nhớ về ăn cơm nha. Dạ. Ê, cái đồ đáng ghét đi đâu á? Mình qua nhà chú Julian chơi một chút. Thôi, mình đi nha. Ở đó có gì vui mà ngày nào mà cũng tới trơn nha. Vui lắm á. Cái đồ đáng ghét lớn, hôm nay có thịt sườn không? À không, bữa nay có canh chua cá đuối. Ý, hôm nay chẳng có gì vui chứ. Chú Julian ơi. Ơi. Chú Julian. Ôi, tâm anh. Dạ, con chào chú. Ừ, chào con. Ủa, mà chú đang bận hả? Ồ, không có, không có. Chú không bao giờ bận, con tới là chú sẽ luôn luôn có thời gian để chơi với con. Dạ, chú ơi, con có chanh tặng cho chú nè. Wow, con vẽ đó hả? Dạ. Đẹp quá nha. Nhưng mà cái này đó thì chú phải có món quà để đáp lễ. Đợi chú xíu. Ừ. Đây, cái này chú tặng con. À, chú ơi, chị con nói là không được nhận quà từ tay chú nữa. À, cái vụ này đó để chú gặp chị hai nói sau nha. Còn bây giờ tại vì cái món quà của con quá đẹp cho nên là chú phải đáp lễ là con phải nhận. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, coi coi. Chú Len ơi. Hả? Ở dưới có người tìm không kìa. Ủa ai vậy? Một cô gái. No! Phương Trinh! Julian! Wow, such a surprise! Hey, what's bringing you to Vietnam? You didn't even call me. I have to see you, of course. Aren't you happy that I'm here? Oh, I'm so, so, so happy. I'm glad you came. So happy. Ai vậy? Oh, oh, so, this is my, this is what? My name is Wook. Mọi người, đây là Phương Trinh. Đó là cô giáo dạy tiếng Việt của tôi khi mà tôi du học ở bên Mỹ á. Mà, còn là em kết nghĩa rất là tốt bụng của tôi nữa đó. Không phải đâu, tôi là người yêu của ảnh đó. Hey, Trinh, so for how long are you going to stay here? I have no idea. You know me. Ôi, nhìn em dễ thương quá hả? Mà em đi với Julian á, giống như con voi đi với con chuột vậy á. Nếu như mà em đi chung với anh á, giống như hai con chuột dễ thương lắm. Ủa, anh bị sao vậy? À, không có gì đâu. Không có gì đâu em. Ủa mà em tính... kiểu như là em về đây xong rồi em sẽ ở đâu? Em chỉ đi đây đó để thăm bạn bè thôi à. Mà anh có thể cho em ở ké lại đây có được không vậy? Thế thì vinh hạnh cho anh quá rồi. Hay là bây giờ đi lên sắp chỗ anh với em, anh cho em ở chung phòng với anh nhé. Xin lỗi mọi người nha, tụi tôi lên trước. Từ từ, anh giỡn mà, anh giỡn xíu. Không có gì đâu ạ. Bạn của anh vui tính quá ha. Thì hai người đó lúc nào cũng vậy á, nhưng mà thật ra rất là tốt bụng. Ôi, còn cô bé dễ thương này là ai đây? Em tên gì? Em tên là Tâm Ân. Tên của em cũng đẹp quá à. Ủa mà sao em quen với anh Julian vậy? Ê, anh Tinh, she's my best friend. Đó là bạn thân duy nhất của anh luôn á. Đúng không Tâm Anh? Dạ đúng. Là bạn thân nhất của chị đó nha. Nếu nói vậy thì chị em mình cùng tổ chức cuộc thi đấu rồi đó. Ủa mà em cũng dễ thương thiệt. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 7 tuổi rồi đó. Ồ vậy là em cũng còn em bé lắm đó nha. Can you make spaghetti for me? I haven't had that for such a long time. Oh, alright. Well, since it's been a long time. Yeah, help me. Okay, let me help you. Yeah. Take it. I'll take some vegetable here. I will take that. Okay. Chú tính làm gì vậy chú? Chú sẽ làm món spaghetti. Vậy cho con làm chung. Ơi, ngồi đó cho chú. Chú với chị Phương Trinh sẽ bắt đầu làm. Ha. Trinh Trinh, how is Brad doing? I remember the time when I made you some shrimp and it turned out that you were allergic to it. Oh my god, that's so hilarious. Can't believe you remember that. I will always remember that. Chú ơi. Hả? Chú cho con làm chung với chú được không? Con cứ đứng đó chơi đi con nè. Tụi chú cũng sắp xong rồi nè. Hen. Dạ.
Nhưng mà chú cho con làm chung đi mà. Em bé thì cứ ngồi đó chơi là được rồi, để chị làm cho. Em đâu phải con nít nữa đâu mà chị cứ kêu em là em bé hoài ạ. Wow, chị nói vậy không đúng hả? Em bé này lạ ghê nha. Đã nói là đừng có kêu em là em bé nữa mà. Được rồi. Nè, Tâm Anh, qua đây chú. Đây. Thấy chưa? Bây giờ đó, cái này là phần quan trọng nhất nè. Còn rất tiêu lên đây cho chú. Đó. Thấy chưa? Đẹp chưa? Tâm Anh đúng là giỏi nhất luôn đó. Ây da. Ủa, em bị gì hả? Bị đứt tay hả? Em bị đứt tay. Đây. Thôi, đi lên phòng anh lấy cái đồ anh băng cho nha. Đi. Ê, Tâm Anh, xin lỗi. Chờ chút xíu nha. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã dần khóe sầu. Wow, em hát hay quá à. Em có phải là ca sĩ không vậy? Dạ không, em chỉ thích hát và đàn chơi vậy à. Nhìn em đánh đàn mà hát dễ thương ghê luôn á. Chào cả nhà. Dạ, chào cô. Có chuyện gì mà đông vui vậy? Ai đây? Dạ, đây là Phương Trinh, bạn gái của anh Julian từ Mỹ mới về cô. Ơ, không phải đâu bà ơi. Chị không phải là bạn gái đâu. Chỉ là em gái kết nghĩa thôi à. Sao cũng được. Đúng rồi. Mà anh biết nổi mà. Vậy lên phòng. Mà đừng đánh anh nữa mà. Thôi mà cứ đánh anh. Chú nghe này Tâm Ý. À rồi cháu biết rồi. Ok bye con. Tâm Anh ơi, chị Hai kêu là phải về rồi. Vậy thì con xin phép chú. Em xin phép chị em về. Ê đi đâu vậy? Ai cho con về một mình? Ngồi đó chờ chú một xíu, cho nên thay đồ rồi dắt con về nha. Dạ thôi. Em muốn xin ngủ ở lại một đêm có được không anh? Một đêm? À được. Anh đi hỏi của chủ nhà một tiếng là được hả? Bộ chị không có nhà hay sao vậy? Chị nói rồi mà, chị có sống Việt Nam đâu. Thôi, ngồi chờ chú một xíu cho nên thay đồ liền nha. Rút. Dạ, thôi con về một mình cũng được. Không có được. Giờ này sao em về mình? Ngồi xuống chờ chú một xíu, ngồi xuống. À anh Julian, anh có muốn xem hình của anh Brad không? Ồ, anh Brad hả? Cái anh Brad mà hồi đó mà học chung với anh ở bên Mỹ mà đi du lịch mà giờ cưới cái bà vợ gì mập mập đó đúng không? Ờ đúng rồi đó. Đây đang coi. Đúng Brad này nè. Rồi sau 2 năm mà sao rồi, nó ốm nhất vậy? Lần sau nhớ về sớm không biết chơi đồ đáng ghét. Biết mà cái đồ ghét rồi. Hết hồn trời. Nó nhỏ này ăn trúng gì vậy trời. Thôi chị em mới đi học về. Cho em qua nhà chú Julian chơi trúng nha chị. Ủa hôm qua em đi qua rồi mà. Em qua nữa. Ơ con chào chú. Dạ con chú mới về ạ. Ơ em chào chị. Ủa em tới chơi hả? Dạ. Cái chị tên Trinh gì đó hôm qua có ở đây không chị? À hôm qua chị ấy có ngủ đây nè. Mà sáng nào không biết có chuyện gì chị cũng không biết nữa. Thôi em ngồi đây chơi đi. Để chị lên kêu chú Julian xuống nha. Ủa Tâm Anh con làm gì vậy? Chú. Tại sao con lại mặc áo của chị Phương Trinh vậy? Dạ con cái gì vậy? Tại vì chú chỉ thích có một mình chị thôi. Con nói gì vậy Tâm Anh? Con biết là chú thích chị,
vừa nấu ăn chung nè, rồi còn cười tươi với chị nữa. Con nói cái gì vậy Tâm Anh? Rồi còn nói con là em bé nữa chứ. Hay là con là bạn gái chú nha. Chú chờ con lớn đi, rồi đừng coi chỉ là bạn gái chú nữa. Nè Tâm Anh, con có biết á, con là bạn thân duy nhất của chú không? Con là bạn thân. Vậy có nghĩa là chỉ là bạn gái của chú đúng không? Không có. Chị Phương Trinh á còn là bạn thân sau Tâm Anh nữa. Tâm Anh đứng trước. Hiểu không? Thiệt hả chú? Ừ, chú nói thiệt mà. Nếu vậy, con không thể là bạn gái chú được hả? Chú rất là vinh dự luôn á. Nhưng mà con biết không, ở trên đời này á sẽ có rất là nhiều người còn tốt hơn chú nữa. Rồi con cũng sẽ gặp à? Không có đâu. Trên đời này làm gì có ai tuyệt vời hơn chú nữa. Chú là người tốt nhất rồi còn gì. Thôi, con cứ chờ đi, chắc chắn là sẽ gặp được thôi. Ôi, chào em bé. Ủa sao em mặc đồ của chị vậy ạ? Vân Trinh, tại sao em kêu một cô gái như vậy là em bé được? Nè, còn thấy người ta mặc đồ không? Cái áo này mặc còn đẹp hơn là em mặc nữa đó. Thôi, Tâm Anh, hay là bây giờ chú dắt con đi uống nước nha. Dạ. Ừ. Chú ơi, sao con? Này con sẽ là bạn gái chú được không? Trời ơi, con bé này chú rất là vinh dự luôn á. Nhưng mà hôm nay nè, con vui không? Dạ, vui lắm chú ơi. Chú có vui không chú? Tâm Anh là vui là chú rất vui luôn á. Vậy thì bây giờ chúng ta chơi chờ được bắt đi. Chú bắt con đi nè. Tâm Anh, coi chừng chú á. Giấc mơ làm giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.